サウンドアップ。橘さん、橘さん、橘さん、橘さん、橘さん、橘さん。Vào những năm đầu của thời kỳ Heisei, Kamen Rider đã cho ra những TV series rất cuốn hút với cốt truyện ly kỳ, u tối, thực tế cùng dàn nhân vật gây được nhiều ấn tượng trong lòng người xem. Kamen Rider Blade cũng là một trong số đó. Tuy bộ phim vào thời điểm ra mắt không được đón nhận một cách đúng mực bởi những vấn đề scandal xảy ra xung quanh đó, song đây lại là một series cực kỳ đáng xem đối với những bạn là fan của Kamen Rider. Ngày nay, Kamen Rider Blade cũng được đông đảo fan Việt Nam yêu thích. Nhân dịp kỷ niệm năm nay là 15 năm phát sóng của Kamen Rider Blade, hãy cùng RTK Media chúng mình tìm hiểu về series này nhé. Kamen Rider Blade là phần TV series thứ 5 trong loạt phim về Heisei Kamen Rider và là phần thứ 14 của Kamen Rider series dài 49 tập, phát sóng trên kênh truyền hình TV Asahi từ ngày 24 tháng 1 năm 2004 cùng năm với Tokusō Sentai Decaranger. Phim được hợp tác sản xuất bởi Toei và Ishimori Productions. Kamen Rider Blade lấy mô típ bài Tây và côn trùng làm nguồn cảm hứng chính. Về cốt truyện của bộ phim, 10.000 năm trước, một trận thánh chiến giữa 52 loài sinh vật tồn tại trên trái đất mang tên Undead do đấng thống chế khơi mào đã nổ ra. Kẻ thua cuộc sẽ bị phiền đá phong ấn nhốt lại vào bên trong những lá bài. Human Undead, tức thủy tổ của con người ngày nay, là kẻ chiến thắng sau cùng. Con người sau đó sinh sôi và làm chủ trái đất cho tới nay. Hiện tại, phòng thí nghiệm tiềm năng con người đã được thành lập để tìm hiểu về bí ẩn sự sống bất tử của các Undead. Trong quá trình nghiên cứu, họ đã hóa giải phong ấn các Undead từ trong những lá bài. Thánh chiến lại một lần nữa nổ ra tại thời hiện đại. Khi đó, tổ chức BORG thuộc phòng nghiên cứu thí nghiệm tiềm năng con người đã phát triển Rider System thế hệ thứ nhất và thứ hai dựa trên cơ chế mượn sức mạnh từ các Undead khác của Joker. Họ giao hệ thống đó cho Kenzaki Kazuma và Tachibana Sakuya, giúp họ trở thành Kamen Rider để chiến đấu chống lại mối đe dọa nhân loại từ các Undead. Rider System trang bị cho người dùng khả năng hợp thể với Category X Undead, sử dụng sức mạnh từ các Undead đã bị phong ấn để chiến đấu, đồng thời giúp họ đủ khả năng tái phong ấn lại các Undead vào bên trong những lá bài. Bên cạnh hai Rider của tổ chức BORG, còn có một Rider bí ẩn mang tên Kalis, Aikawa Hajime. Thân phận của anh ra sao vẫn còn là một ẩn số và sẽ được hé lộ ở mạch sau của phim. Sau này, một Rider khác là Langer, sử dụng hệ thống Rider System do Undead chế tạo xuất hiện. Câu chuyện của bộ phim xoay quanh cuộc thánh chiến giữa các loài Undead với con người và công cuộc phong ấn Undead của những người mang danh Kamen Rider bảo vệ cho nhân loại. Để đánh giá công bằng về cốt truyện của Kamen Rider Blade, thì đây là một trong những series có cốt truyện vững chắc bậc nhất thời kỳ Heisei. Blade không đi theo lối kể chuyện hai tập một sự việc. Thay vào đó, phim là một câu chuyện xuyên suốt từ đầu tới cuối. Phim tạo được sự lôi cuốn cho khán giả bởi những bí ẩn liên tiếp được cài cắm trong phim. Mọi bí ẩn, khúc mắc, nút thắt, dấu hỏi đều được giải mã một cách thỏa đáng qua từng tập phim, tới mức bạn khó có thể tìm ra hạt sạn trong bộ phim này. Song, điểm yếu trong cốt truyện của Kamen Rider Blade nằm ở mạch đầu của bộ phim. Ở những tập đầu, mạch phim của Blade được triển khai rất chậm và thực sự nó gây cảm giác nhàm chán, mệt mỏi cho những khán giả lần đầu tiếp cận bộ phim. Mình được biết đã có nhiều bạn bỏ không theo dõi phim sau khi xem một vài tập đầu tiên của bộ phim. Xong, phim chỉ thực sự trở nên lôi cuốn vào khoảng từ tập 16-17 của phim, khi Kamen Rider cuối cùng, Langer, xuất hiện. Từ thời điểm đó, mạch phim liên tục được đẩy nhanh và đưa tới nhiều cao trào. Những bạn nào khi xem phim đã xem qua được những tập đầu nhàm chán và tiến được tới giai đoạn này sẽ thực sự bị cuốn hút về bộ phim. Một điều đáng tiếc cho Kamen Rider Blade là khi bộ phim đang trong quá trình phát sóng, một scandal của nam diễn viên thủ vai Kenzaki Kazuma, Takayuki Tsubaki, đã dấy lên khiến rating của phim bị giảm và phim cũng không đạt được sự đón nhận như kỳ vọng. Cụ thể ở đây là một kẻ gian đã ghép mặt của Takayuki vào trong những cảnh nóng của phim gay porn, khiến danh tiếng của anh bị ảnh hưởng, đồng thời cũng ít nhiều tác động tới TV series đang chiếu lúc đó. Rating trung bình của phần phim Kamen Rider Blade ở thời điểm này là 7,9%. Song, điều đó không làm thay đổi cái cốt lõi rằng Blade là một bộ Heisei Kamen Rider vô cùng tuyệt vời và đáng xem. Lời khuyên của chúng mình khi xem bộ phim này là các bạn hãy từ từ thưởng thức phim để cảm nhận trọn vẹn cái hay của nó và cố gắng đừng bỏ dở phim sau những tập đầu tiên, bởi nếu vậy bạn sẽ vô tình bỏ qua một trong những bộ Heisei Kamen Rider có cốt truyện hay, cuốn hút, hợp lý và vững chắc bậc nhất đấy. Không chỉ gây ấn tượng bởi cốt truyện, Kamen Rider Blade còn có cho mình dàn nhân vật từ chính tới phụ vô cùng đáng nhớ. Mình sẽ điểm mặt những nhân vật nổi bật nhất nhé. Đầu tiên, Kenzaki Kazuma, một chàng trai nhiệt tình, nông nổi và cũng có phần hơi ngờ ngạch. Anh được giao trọng trách sử dụng Rider System thế hệ 2, Kamen Rider Blade. Trong một lần đi chiến đấu với Bad Undead, Kenzaki đã gặp được một nhà văn nghiệp dư là Shirai Kotaro, người muốn khám phá câu chuyện về những anh hùng đeo mặt nạ chiến đấu với quái nhân để bảo vệ cho nhân loại. Sau này, khi tổ chức BORG xảy ra sự cố, Kotaro đã cho Kenzaki và Hirose chỗ ở. Đổi lại, Kenzaki cho phép Kotaro khám phá về những câu chuyện của Kamen Rider. Kenzaki là một người có ý chí quyết tâm rất cao, chiến đấu vì mục đích bảo vệ hạnh phúc cho mọi người. Anh mất cha mẹ trong một vụ hỏa hoạn khi mới 11 tuổi. Từ đó tới nay, anh vẫn luôn dằn vặt bản thân vì không thể cứu nổi cha mẹ mình. Điều đó thôi thúc Kenzaki gia nhập tổ chức BORG, trở thành Kamen Rider để chiến đấu bảo vệ cho nhân loại. Hóa thân thành Kamen Rider Blade, Kenzaki tuy không phải người giàu kinh nghiệm chiến đấu,
nhưng con người anh trưởng thành sau từng trận chiến. Độ tương thích của Kenzaki với Category X là rất cao, bởi cảm xúc khi chiến đấu cũng như ý chí sinh tồn của anh vô cùng mãnh liệt. Kenzaki không những vậy, còn là người rất giàu lòng nhân hậu và sẵn sàng hy sinh bản thân vì người khác. Chính điều này đã phần nào xây dựng mối quan hệ giữa anh và Hajime. Kamen Rider Blade là Rider hệ sấm sét, được trang bị cây kiếm Blade Roser. Vừa là vũ khí chiến đấu, vừa là công cụ giúp anh sử dụng khả năng từ các undead bị phong ấn. Sau này, Blade được tiến hóa lên hai hình thái là Jack Form và King Form. Tiếp theo, Aikawa Hajime, một con người lạnh lùng, bí ẩn. Anh là một undead cấp cao sống dưới nhân dạng con người. Trong quá khứ, khi đang chiến đấu với undead thì anh vô tình đả thương một nhà leo núi. Trước lúc ra đi, ông đã lấy tấm hình chụp gia đình mình ra và trao cho Hajime. Từ đó, anh tới quán Jarakada, nhà của vợ con nhà leo núi đó, Haruka và bé Amane, để chung sống cùng với họ. Hajime thực chất là một undead có tên Joker. Được biết, nếu Joker là kẻ sống sót sau cùng trong trận thành chiến, thế giới sẽ bị hủy diệt. Trong quá khứ, anh đã hạ gục Mantis Undead và dung hợp với nó để trở thành hình thái Kamen Rider Kallis. Còn nhân dạng con người của Hajime có được khi Human Undead tự nguyện để cho anh phong ấn. Hajime như một con thú hoang với bản năng thèm khát chiến đấu. Rất nhiều undead biết tới sự tồn tại cũng như mối đe dọa từ anh. Anh chiến đấu đơn độc và không muốn cộng tác cùng bất kỳ ai. Song, Hajime lại có mối quan hệ khăng khít với hai mẹ con Haruka và Amane. Đó có lẽ là hai người thân duy nhất mà Hajime luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ. Có lẽ bởi việc hợp nhất cùng Human Undead đã cho Hajime cảm xúc cũng như nhân tính. Sau này, khi sức mạnh Joker trở nên mất kiểm soát, Kenzaki đã đưa cho Hajime Category King để trở thành Wild Kallis, kìm hãm lại sức mạnh của Joker. Kamen Rider Kallis là Rider hệ gió, sử dụng Kallis Roser và Kallis Arrow làm vũ khí chiến đấu. Series này rất tập trung khai thác mối quan hệ giữa Kenzaki và Hajime. Hai người được phát triển từ kẻ thù trở thành đồng minh của nhau. Sau này, mối quan hệ giữa hai người ngày càng được đẩy lên cao trào và trở thành nút thắt chính cho cốt truyện của cả bộ phim. Tiếp theo, Tachibana Sakuya, người sở hữu Rider System thế hệ thứ nhất, Kamen Rider Garen. Anh ban đầu là một nhà nghiên cứu của tổ chức BOSS, sau được lựa chọn để trở thành Kamen Rider. Tachibana là đàn anh của Kenzaki, một con người điềm tĩnh, lý trí, dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Xong, Tachibana lại để cho nỗi sợ chi phối, khiến anh luôn bị ám ảnh rằng cơ thể mình sẽ dần tan vỡ và tiếp tục sử dụng Rider System. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới phong độ chiến đấu của anh. Tachibana thậm chí còn phải nhờ cậy tới undead để có thể lấy lại khả năng chiến đấu. Anh có một người bạn học cũ là bác sĩ Sayoko. Tachibana thường ghé phòng khám của cô để nghỉ ngơi sau mỗi trận chiến. Giữa hai người họ cũng có tình cảm với nhau. Xong, vì quá tập trung cho việc chiến đấu nên Tachibana đã không để tâm tới Sayoko. Vì nhờ cậy tới Peacock Undead nên đã có thời điểm Tachibana bị hắn chi phối và dùng làm tay sai. Tên undead đó đã lấy mạng Sayoko để cô không gây cản trở cho công việc của hắn. Cái chết của Sayoko đã khiến cho Tachibana vô cùng phẫn uất. Anh đã bất chấp tính mạng của mình để tiêu diệt undead đó. Sau trận chiến này, Tachibana lấy lại phong độ chiến đấu và không còn bị nỗi sợ chi phối nữa. Nhưng mọi chuyện dường như đã quá muộn. Tachibana thực sự là một nhân vật rất đáng thương khi cả hành trình của anh trong bộ phim đều là những sự mất mát. Sau này, anh bù đắp nó bằng việc trở thành đàn anh của Musuki, hướng dẫn cậu chiến đấu và làm chủ sức mạnh Kamen Rider. Hóa thân thành Kamen Rider Garen, một Rider hệ lửa, Tachibana sử dụng cây súng Garen Roser làm vũ khí chiến đấu chính. Sau này, anh tiến hóa lên hình thái Jack Form. Cuối cùng, Kamijo Musuki, Kamen Rider Langer. Musuki là một học sinh trung học bình thường với bản tính thất thà, nhút nhát, khó hòa đồng, bị ám ảnh bởi việc mình bị bắt cóc khi còn nhỏ nên cậu khá e sợ thế giới bên ngoài. Tuy vậy, cậu lại là người được Spider Undead lựa chọn để trở thành Kamen Rider. Nếu Tachibana bị nỗi sợ kiểm soát thì Musuki đại diện cho trường hợp người dùng không đủ ý chí để trở thành Kamen Rider. Gần như toàn bộ thời lượng xuất hiện trong phim, Musuki bị ý chí tà ác của Spider Undead bên trong lá bài Category Ace chi phối và không thể làm chủ được bản thân mình. Ở thời điểm đó, Musuki bị ám ảnh bởi việc trở thành Rider mạnh nhất, thường xuyên tấn công những Rider khác. Hành trình của Musuki trong phim là công cuộc vượt qua chính bản thân mình để trở thành Kamen Rider chiến đấu vì công lý. Trên hành trình đó, Musuki được sự giúp đỡ của rất nhiều người, bao gồm cả người thân, bạn bè, các Rider và cả Undead. Câu chuyện xoay quanh cậu cũng phần nào khắc họa cái hay của những Undead cấp cao trong bộ phim, rằng đó là những sinh vật có suy nghĩ và cảm xúc, có những động cơ và lẽ sống riêng để sinh tồn, cùng với đó là lòng tự tôn rất cao. Họ đã chấp nhận hy sinh bản thân để có thể giúp Musuki làm chủ sức mạnh của mình. Hành trình vượt qua Spider Undead của Musuki là một câu chuyện cảm động với nhiều sự hy sinh, mất mát, là một arc phim rất đáng xem trong series Kamen Rider Blade. Musuki hóa thân thành Kamen Rider Linger, một Rider hệ băng, được cho là Rider có hình thái Ace Form mạnh nhất, trang bị vũ khí là cây gậy Linger Roser. Khả năng đáng kể nhất của Linger chính là lá bài Remote, có khả năng hóa giải phong ấn cho undead và biến chúng trở thành đồng minh cùng chiến đấu. Nhìn chung, tuyến nhân vật của Kamen Rider Blade rất đa dạng và đáng nhớ.
Đồng thời, tương tác qua lại giữa các tuyến nhân vật cả chính lẫn phụ đều được khai thác một cách triệt để, thuyết phục và vô cùng chân thực, một ưu điểm rất sáng giá của series này. Các rider trong phim không đơn thuần là có được sức mạnh, họ phải đánh đổi cuộc đời của mình khi trở thành rider, đồng thời phải tìm cách làm chủ sức mạnh đó cũng như vượt qua những khuyết điểm của bản thân để có thể chiến đấu bảo vệ cho nhân loại. Điều này khiến cho bộ phim trở nên rất thực tế và lôi cuốn. Tiếp theo về phần âm nhạc, đây cũng là một điểm mạnh của series này. Không chỉ gây ấn tượng bởi những bản BGM bắt tai, các bài theme song trong phim như Kakusei, Take It A Try hay Rebirth cũng rất hay. Đặc biệt, phim có tới 2 bài opening bao gồm Round Zero do Aikawa Nanase thể hiện từ tập 1 tới tập 30 và Elements do Rider Chips thể hiện từ tập 31 tới tập 49. Đây cũng là hai ca khúc vô cùng bắt tai của cả bộ phim. Giai đoạn phim thay đổi opening cũng đánh dấu việc tình tiết trong phim đi tới nút thắt và được đẩy lên cao trào. Đây là giai đoạn mà những bí ẩn to lớn nhất trong phim bắt đầu dần dần được đề cập và vén màn. Nếu để xét về hành động và kỹ xảo của phim thì mình đánh giá đây có lẽ không phải là một điểm mạnh của Kamen Rider Blade. Nhìn chung, các cảnh hành động của phim thì không tới mức gây buồn ngủ nhưng cũng không có quá nhiều đột phá. Kỹ xảo của phim chỉ dừng ở mức ổn, chứ cũng không quá xuất sắc, không có gì đáng kể. Kamen Rider Blade không chỉ là một bộ phim hay mà nó còn ẩn chứa rất nhiều thông điệp đắt giá. Bộ phim là câu chuyện nói về việc con người muốn thay đổi bản thân, định mệnh của chính mình. Mỗi nhân vật trong phim đều có số phận mà họ muốn thay đổi. Tachibana muốn có một cuộc sống bình thường bên người mình yêu, nhưng định mệnh lại cướp đi Sayoko, buộc anh một lần nữa phải chiến đấu để tìm lấy sự yên bình cho mình. Musuki thì bản tính vốn nhút nhát, muốn vượt qua quá khứ ám ảnh của mình để trở thành một con người mạnh mẽ hơn. Hajime thì là Joker, không được phép chung sống cùng với con người. Sự tồn tại của Joker cũng tức là sự diệt vong của nhân loại. Nhưng nhờ có Kenzaki mà anh có thể thay đổi định mệnh của mình để chung sống cùng hai mẹ con Amane. Còn Kenzaki được xây dựng với hình tượng là một người không hề biết từ bỏ, không bao giờ đầu hàng. Anh không chỉ đấu tranh với định mệnh của bản thân mà còn thay đổi định mệnh của những người xung quanh mình, dù cho việc đó bắt anh phải trả một cái giá rất đắt. Lá chủ bài thay đổi định mệnh nằm trong mỗi chúng ta là thông điệp của Kamen Rider Blade gửi đến cho người xem. Bộ phim nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tin tưởng vào bản thân. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, có khó khăn đến đâu thì điều quan trọng nhất vẫn là niềm tin rằng mình có thể vượt qua được nó. Cuối cùng để tổng kết thì mình đánh giá Kamen Rider Blade là một bộ phim Heisei Rider khá xuất sắc và rất đáng xem, với một cốt truyện được xây dựng rất vững chắc, nhiều bí ẩn, nhiều nút thắt cùng dàn nhân vật đáng nhớ. Là một fan ruột của series này, mình rất khuyến khích các bạn nên tìm hiểu xem phim. Và để hiểu rõ hơn về cái hay của bộ phim, các bạn nên tìm hiểu qua về luật bài poker, nguồn cảm hứng được sử dụng cho bộ phim này. Trên đây là bài review đánh giá của chúng mình về series Kamen Rider Blade. Các bạn nghĩ sao về bộ phim này? Hãy để lại comment cho chúng mình biết nhé. Đừng quên like, share video cũng như subscribe cho kênh để theo dõi những video mới nhất được chúng mình tung ra trong tương lai nhé. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. お前が最後だ。ジョーカー！俺とお前は戦うことでしか分かり合えない！